xin chia sẻ với anh em thủ thuật chúng ta vượt qua cái phần lỗi mà của cái việc mà đăng bài. Thường là gần đây là em hay đăng bài bị cái việc mà liên hệ với người bán hàng, tự nhiên tin mình tạo mà nó nằm trong cái phần là mình bán hàng. Thành ra là em chia sẻ với anh em cái thủ thuật để chúng ta vượt qua cái phần này. Các anh em thấy không, em đâu có đăng cái gì liên quan tới bán hàng đâu, nhưng mà mỗi lần em up á là thường là bị cái phần này. Không biết là Facebook là có giới chặn cái tính năng của em phần nào hay không thì em không rõ, nhưng mà thường em đăng chỗ nào cũng bị. Bây giờ ví dụ em vô tường của em nha, em vô tường của em nè, đây em vô nhóm của em đây, vô nhóm em vô chính cái nhóm mà em tạo. Các anh em vô chính cái nhóm mà các anh em tạo đi ha, cho chắc ăn để chúng ta không có bị ảnh hưởng tới những người khác đó. Bây giờ em ví dụ cái bài này em cũng bị rồi nè, em đăng rồi em bị nè, đây em xóa bài này đi ha. Đây rồi bây giờ em copy những cái văn bản mà em cần đăng rồi đó, ví dụ em có văn bản của em vào đây em cần đăng nè, rồi đấy, rồi em sẽ chèn ảnh vô nè, đó mở ảnh lên rồi em dán cái nội dung cần đăng, rồi em bấm ok đăng nè. Rồi các anh em sẽ thấy em sẽ bị lỗi giống như vừa rồi. Đây các anh em thấy không, chúc mừng bạn tạo cái bài niêm yết mới đó, mặt hàng gì đó đó, các anh em thấy không. Ý là em chính là em là người quản trị cái trang này, cái nhóm này, vậy mà đăng vẫn bị. Thì bây giờ làm sao chúng ta đăng không bị? Cái phần này ở trên cái trình duyệt nó không có phần hỗ trợ giống như cái điện thoại. Các anh em dùng điện thoại á, dưới cái phần đánh dấu đã bán nè, nó có cái phần hoàn tất. Các anh em nhớ cập nhật cái app Facebook mới nhất ha. Dưới đây có phần hoàn tất, các anh em copy click vào hoàn tất đó thì cái bài viết của anh em nó sẽ ra như thế này. Đấy, nó sẽ ra như bình thường như thế này. Đó. Khi mà một bài viết của các anh em bình thường rồi, các anh em làm như sau để chúng ta chép những cái bài này qua những cái trang khác. Hiện tại bây giờ Facebook nó hỗ trợ code mã nguồn mới, thành ra là các anh em copy như thế này. Đây. Các anh em copy như thế này, các anh em qua những cái trang khác. Em ví dụ đây, qua những cái trang khác là các anh em sẽ được duyệt y như là cái phần hồi nãy em đăng nha, cái đăng trên cái trang mà trang chính đây này, cái phần này vẫn còn do em xóa rồi đó, nhưng mà em chưa fix. Các anh em nhớ trên web các anh em nhớ refresh lại ha, khi chỉnh sửa gì chúng ta nó bấm F5 hoặc refresh cho nó mới. Đây cái bài này em được duyệt rồi nè, đấy có 3 người like rồi đó, là do là em cóp ha, em cóp. Bây giờ em qua chính cái trang của em nè, nói các anh em thấy không, cái bài này đang bị lỗi ha. Rồi bây giờ em cũng làm ý như vậy, nhưng mà hồi nãy em có khác một cái là em copy của cái phần này. Đây copy của cái bài mà đã hoàn tất rồi đó. Đó rồi bây giờ em dán qua đó rồi em đăng rồi, các anh em sẽ thấy không có bị như vậy nữa đó. Đây là cái tính năng mới của Facebook, các anh em lưu ý, cũng là những cái tính năng mà những cái trên cái trang web mới, mã nguồn mới, Senforo gì đó, đó là mã nguồn web, là mã nguồn Senforo các anh em nha. Ngày trước là mấy cái trang như VnZone nè, BKV là có để cái mã nguồn, cái tên mã nguồn đây, giống như ở đây họ có để nè, cái trang 5 giây chấm chấm vn họ có để nè đó. Đây là cái mã nguồn web được sử dụng thông thông dụng nhất hiện nay. Em cũng không biết là phải là top 1 hay không, em không biết, các anh em tìm hiểu thêm ha. Rồi thì qua cái mã nguồn đó thì nó có lợi ích gì, thì qua cái mã nguồn đó thì các anh em cũng thấy cái nhiều lợi ích mang lại cho chúng ta.
Thì đó, em làm thử cho các anh em xem một lần nữa để chúng ta có cái dịp để chúng ta chia sẻ những cái bài viết cũng như là những cái tin hay ha. Em chia sẻ thêm một cái điểm nhỏ luôn. Ví dụ đây, ví dụ cái notepad nha. Em ví dụ notepad. Rồi, em ví dụ notepad, các anh em nhớ mở tạo mới. Đó, chúng ta tạo mới nha. Tạo mới hoàn toàn nha, và các anh em rõ Win R, gõ chữ Notepad vào nha, nó TPAD, rồi Enter. Đó là cái này là mới hoàn toàn, chúng ta mở Notepad mới hoàn toàn. Rồi các anh em gõ chữ gì, gõ gõ tiếng Việt cũng được, có thể dùng Unicode để chúng ta gõ tiếng Việt. Rồi khi mà gõ xong hết rồi ha, các anh em gõ đầy đủ hết rồi thì các anh em chép những cái văn bản này nha, đăng lên bất kỳ diễn đàn hay lóc nào. Văn bản này là văn bản chuẩn các anh em nha. Các anh em lưu ý giúp em, văn bản nằm trong Notepad là văn bản chuẩn. Tại sao chuẩn? Tại vì khi các anh em chép những cái văn bản trong cái trang web, em ví dụ đây, các anh em đã chép những cái văn bản trong đây thì mặc định cái code HTML nó chứa đựng những cái thông tin hoặc là những cái code gì đó mà mình không biết, hoặc là những cái link gì đó mình không biết. Đây, ví dụ những cái link này đó, những cái link này bình thường trước đây á, là Facebook nó không có trực tiếp cho mình click trực tiếp như thế này, sau này mới có cái anh em, sau này nó có là có, ví dụ ở đây là cái code link là đầy đủ, nhưng mà sau này các anh em viết thiếu luôn, viết thiếu. Ví dụ các anh em có một cái link ở trong trang web mà nó dẫn cái link khác, mà cái link này là nó không đầy đủ tên, nó thiếu thiếu chữ nha, nhưng mà nó dẫn, khi các anh em click vô nó dẫn đi đưa đến cái link đúng luôn. Nói như vậy thì nó hơi dùng là em ví dụ đi. Rồi em ví dụ cái trang web lóc để cho anh em nhìn nó rõ hơn ha. Rồi bây giờ em xem thử một cái trang, hay em mở thử một cái trang. Nếu cái trang này nó không có thì em sẽ mở qua một cái trang khác. Cái trang này là nó đủ rồi. Bây giờ em đăng nhập đây để em chỉnh cho dễ anh em mình nha. Rồi em ví dụ đây, em ví dụ cái trang nháp của em nè ha. Rồi rồi bình thường á, các anh em thấy bây giờ ví dụ em bát cái văn bản kia qua đây nè. Đấy ha, bây giờ em ví dụ một cái trang web đây, đây là cái trang đủ nha, em copy nè ha. Rồi bây giờ em xóa đó, nhưng mà em dán đè cái link vô, rồi em add link nè, chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết nè. Đấy em chỉnh ở đây và em dán cái link đủ vô ha. Đây dán cái link đủ vô, cái này là văn bản hiển thị, em cho nó không có hiển thị đủ nè. À, rồi em áp dụng đó, các anh em thấy không, chỉ là một cái đường ngắn thôi, đường dẫn ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ ra cái đường dẫn link gốc MS ha. Rồi bây giờ em copy copy cái này đó, em copy cái này qua Facebook đây, em vô cái trang của em nha. Rồi em ví dụ em như A B C D E F G H vậy đó, rồi em dán cái link nó qua nè. Đó các anh em thấy không, cái Facebook bây giờ nó hỗ trợ cái mã nguồn mới rồi, thành ra là các anh em thấy đó, nó ra một cái ấy ha. Rồi em click vô ra nè, đó click vô là nó qua bên này luôn, nó qua thẳng trực tiếp link bên này luôn, các anh em thấy không, nó liên kết rất là chặt luôn ha, rất là chính xác luôn. Bây giờ em sao nó thành một cái bài, sao nó thành một cái bài viết là nó sẽ liên kết đúng theo cái đường dẫn mà em ấy luôn đó. Rồi bây giờ em chờ xíu đi, em tạo một cái link cho một cái bài viết khác nha. Ví dụ đi. Đây cái bài bài này đi đấy. Rồi ví dụ cái đường dẫn khác đi,
Đây em cóp thêm ha, cóp thêm nè, cóp thêm một cái để lên đầu đi, có gì em xóa cho nó đỡ phải rối mấy cái kia. Rồi em chỉnh nè, đó cái này là cái tên phải không, cái tên này em có thể đổi nè, đó nè, em ví dụ em đổi cái tên này, em xóa. Quét quét thối nó không cho, nên phải kéo chuột nó không cho, mình phải xóa bằng thủ công bằng phím thì nó cho. Rồi mới áp dụng. Rồi bây giờ em sale ha, em cập nhật nè. Rồi rồi em sẽ vô cái trang này. Rồi em sẽ click vô cái link đầu tiên cho các em xem nha. Rồi. Xem bài đăng trước. Em ví dụ xem bài đăng trước cho nó cho click link thôi. Rồi, chắc không cho quá tại này xem không à. Rồi em click vô cái link này nè. Thôi xem thôi nó không cho click. Rồi em đi vô thẳng đi ha. Vô thẳng cái trang của em đi. Rồi. Rồi em sẽ click vô cái link này nha. Cái đường truyền mạng thì nó khá là nhanh nhưng mà do cái lock của em nó hơi nặng đó. Lại mình xài free miễn phí nên nó không có được nhanh, như là em chèn mấy cái lab này nè nó hơi chậm. Rồi bây giờ đấy cái link đầu tiên có rồi nè, em click click thử nha. Đó em click luôn, em không có bấm gì hết, nó không có đầy add-on gì hết nha. Đó các anh thấy không, nó hiện ra một cái trang download này luôn. Rồi bây giờ em lui lại nè, trả về trang cũ. Rồi em copy link này, đấy em copy có cái link này nha. Rồi em thấy qua Facebook, thấy qua cái trang của em đi đấy. Rồi em tạo cái mới luôn đi để cho các anh em dễ thấy luôn nha. Rồi đó em dán cái link này ra nè, các anh em đợi xíu là sẽ thấy nó dẫn đúng cái link đó luôn ha. Đó các anh em thấy không, nó dẫn đúng luôn nè. Rồi bây giờ em đăng ha, rồi em click vô nè. Đó cái này thấy không, nó dẫn qua đúng luôn nè. Em xóa bớt đi tại mấy cái này em nặng quá, nó hết nó dung lượng, em đang chạy trên VBA các anh em nha. Đấy các anh em thấy không, nó liền đúng luôn, là chứng tỏ là cái mã nguồn mới sau này của Facebook là nó đã cải tiến giống như là trên web rồi. Thành ra là cái phần hồi nãy đây, cái mấy cái phần hồi nãy em đăng đây. Cái này nó mấy cái phần nãy đăng nè, đó mấy cái này em đăng là nó bị báo báo cái việc ở đây bán nè, bán hàng nè, đó đây bán hàng nè, đó, bán hàng nè. Thành ra là muốn không bị thì em hoàn tất nó trên điện thoại. Hiện tại thì em chưa chưa thấy không biết có không, chưa thấy cái phần hoàn tất, cái phần hoàn tất để em chờ em xíu, em tìm cái chữ hoàn tất hoặc em chụp em chụp đây, để em xíu đi em chụp cái màn hình điện thoại cho em up lên cái trang này luôn nha. Em xóa bớt mấy cái này đi để em lát nhìn rõ, chừa mấy cái cần thiết thôi. Đó, nó nằm đâu à? Em click lại cái kìa, đây đó em xóa mấy cái này đi ha. Đó rồi chó luôn nè, đấy đây bán nè, xóa luôn nè, rồi bán để nó đi, rồi chừa một cái bán nó đi ha. Rồi rồi bây giờ em chụp ảnh trên cái màn hình cho các anh em coi, rồi em đăng lên cái này luôn ha. Rồi để em nhìn xem. Rồi em đang up bài các anh em nha, em đang up bài nè. Bây giờ em fix lại cái coi nó up xong rồi nha. Em đang up nguyên cái video mới quay trên điện thoại luôn để các anh em xem được rõ hơn cái phần hoàn tất ha. Tại vì trong cái trình duyệt web này nó bị giới hạn cái tính năng này, thành ra là phải kết hợp trên điện thoại thì mới mới hoàn thành chuẩn. Nếu mà quay trên điện thoại luôn á thì nó bị ràng buộc một cái là em không có linh hoạt được,
để chia sẻ với anh em mình nhiều nhiều cái mục ha, giống như em chia sẻ notepad là không được nè. Rồi em chưa thấy được cái ta, chưa thấy hoàn thành đó ta, để em chờ xíu nữa coi cái đó ok nha các anh em nha. À, bây giờ là ok rồi, em fix lại cái nha anh em nha. Rồi các anh em nghe video luôn nha. Rồi thì các anh em cũng thấy rồi ha, trong cái phần này á, là có cái mục quyền tác đây, đây có cái mục quyền tác đây các anh em nha. Đấy, đây cái mục quyền tác nó nằm ở đây. Khi các anh em đăng một bài mà nó có cái mục quyền tác này với điều kiện các anh em làm quản trị viên, các anh em làm quản trị viên là các anh em mới được đủ tính năng làm như thế này ha. Bây giờ anh chia sẻ là các anh em tạo một cái nhóm riêng cho các anh em đi ha, tạo một cái nhóm riêng cho các anh em thì các anh em làm luôn, đăng rồi các anh em copy copy cái đó đi qua nhóm khác để chúng ta đăng lại là nó sẽ ok. Bây giờ em sẽ đăng qua một cái nhóm khác các anh em nha. Rồi bây giờ nè, mấy cái này ok rồi nè. Đấy, cái này ok. Đấy. Rồi em qua lấy cái này, cái bên nhóm bên này đi. Đấy, bên này là nó đầy đủ nè, lời nói nó lịch sự hơn. Đó, em copy giờ em đi đăng những cái nhóm nào. Nhóm này có rồi. Nhóm này. À, nhóm này có rồi các anh em nha. Rồi bây giờ em đăng nhóm này. Rồi bên này em cũng share nhóm này rồi. Rồi bây giờ tiếp nhóm phần mềm này. Đó, bây giờ em chọn nè. Đấy. Thì như em nói với các anh em rồi, về Notepad ha. Notepad thì nó làm cho chuẩn cái văn bản. Ví dụ bây giờ cái văn bản này nó trong đây nó như vậy. Các anh em muốn chuẩn cho nó mặc định về về giống như văn bản gốc thì các anh em nên đây, định dán nó ra đây, rồi các anh em chỉnh gì để chỉnh. Rồi chúng ta copy. Copy rồi dán vô lại cái trang web, blog hoặc là Facebook ha, thì nó sẽ chuẩn nha. Để một văn bản chuẩn mà nó không có bị lỗi phông, không có bị lỗi ký tự gì đó thì các anh em nên đưa nó về Notepad rồi chúng ta hãy copy dán lại. Như vậy là nó sẽ ra một cái văn bản thuần chuẩn chuẩn các anh em nha. Các anh em không nên dùng Notepad cộng cộng nha, chúng ta dùng Notepad của mặc định Windows thôi. Rồi đó các anh em thấy không, bây giờ em up á là sẽ đã được liền rồi đó. Không, nó không có bị ràng buộc những cái phần mà bán hàng nữa. Hôm nay em còn là bị vướng cái đó không, em rất là khó xử lắm, nhiều khi phải nhờ quản trị viên duyệt bài giùm em cũng ngại lắm, cũng kỳ không, mình viết bài không biết có hữu ích có hay không, không biết người ta có muốn cho up hay không mà nhờ vả này kia cũng cũng hơi khó. Thành ra là để quản trị viên ấy thì họ muốn duyệt thì họ duyệt, không duyệt thì xóa thôi, chứ mà nhờ vả thêm cái gì mà đăng bán hàng này kia thì nó cũng hơi khó, mà thực tế mình đâu có bán hàng gì đâu. Thì đấy, qua kinh nghiệm này em hy vọng là chia sẻ với các anh em mình thêm một chút ít cái thủ thuật cũng như cái kinh nghiệm để chúng ta đăng bài, viết bài cũng như đồng thời là đưa về văn bản chuẩn gốc để chúng ta có thể xử lý được những cái vấn đề nó vướng mắc. Đây, cảm ơn các anh em đã quan tâm bài viết video.
hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau nhé. Đây, cảm ơn các anh em.